chào với kênh Điện Máy Việt Nhật. Hôm nay bên em xin giới thiệu đến các bác mẫu máy khoan bê tông của thương hiệu Vulcan với bộ đen là RH2900PL. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sản phẩm. Các bộ sản phẩm đã bày trên bàn đây rồi thì chúng ta tiện theo dõi. Nó không thể thiếu đó chính là một cái cục sạc của thương hiệu Vulcan để làm sạc nhanh, tự động ngắt khi pin đầy. Và sẽ có 3 mũi khoan, 2 mũi đục. Một là đi theo máy thì nó sẽ có 2 pin 10 cell các bác nhé. 2 pin 10 cell. Và đây là cái dòng pin chân phổ thông. Đó. Pin của nó sẽ là pin 4A. Con này thì nó sẽ sử dụng được cho cả những bác mà có máy Makita. Đó, Makita chính hãng luôn đấy. Thì chúng ta sẽ sử dụng quả pin này được thì nó sẽ không bị ngắt các bác nhé. Đó, khi chúng ta sử dụng thì nó sẽ không bị ngắt được chưa? Và trên thân pin thì cũng sẽ có đèn báo để chúng ta biết được dung lượng của nó. Ok, đây là cái sản phẩm máy đây. Thì chúng ta sẽ xem thử nó cân nặng và cả pin là bao nhiêu kg các bác nhé. Nó là 2,8 kg rất là nhẹ nhàng để chúng ta ví dụ sử dụng làm việc trên cao thời gian dài mà không bị mỏi tay được chưa? Rồi, chúng ta xem chiều dài của nó thì chỉ có là 25 cm để chúng ta sẽ sử dụng luồn lách vào những cái chỗ mà khe hẹp được chưa? Motor động lực không chổi than Brooknet được chưa? Đây là cái mẫu khoan bê tông mới nhất của Vulcan tính đến thời điểm hiện tại. Và nó sẽ có gồm 4 chức năng: khoan thường, khoan bê tông, khoan búa và một chức năng là giữ mũi khi nó đục nó không bị quay mũi các bác nhá. Chức năng đấy chút nữa em sẽ giới thiệu, em test thử và em sẽ giới thiệu kỹ cho các bác xem. Đây của thương hiệu Vulcan thì logo tên thương hiệu sẽ được đúc nổi. Nó có cả thêm là đảo chiều các bác nhá. Đó, có cả đảo chiều đây. Được chưa? Rồi, ok. Đó, trên đây thì nó cũng có một cái đèn này. Có một cái đèn nhỏ nhỏ để chúng ta dọi này. Ok chưa? Rồi, đây, thân hình khá là nhỏ gọn tiện để cho chúng ta làm việc lâu không bị mỏi tay. Rồi. Sơ em cũng chỉ giới thiệu thế thôi. Và sản phẩm này hiện tại bên em đang phân phối với mức giá là 2.500.000. 2.500.000 bao ship cho các bác toàn quốc, bảo hành cho chúng ta là 1 năm 12 tháng được chưa? Khi có vấn đề gì thì bên em sẽ cho ship vào tận nơi lấy máy đi bảo hành. Và một cái vấn đề nữa mà em không dưới chưa nói với các bác đó chính là cái vấn đề giữ thiếu bảo hành này. Các bác không cần phải giữ lại thiếu, bên em sẽ bảo hành cho các bác bằng số điện thoại lưu trên máy tính. Khi có vấn đề gì các bác chỉ cần đọc cái số điện thoại ra và bên em sẽ check là nó ra luôn, và bên em sẽ cho ship vào tận nơi lấy máy cho dù các bác ở đâu. Và hiện tại thì Vulcan cũng có các cái điểm bảo hành trên toàn quốc rồi, nên mọi người cứ an tâm, không để cho mọi người phải chờ lâu thì chúng ta sẽ test thử máy sẽ nó hoạt động ra sao các bác nhé. Ok các bác, thường những cái dòng máy khoan bê tông mà sử dụng pin như thế này thì chúng ta hạn chế cái vấn đề lạm dụng để đục các bác nhé. Đó, chúng ta chỉ làm ít ít thì được nhé, chúng ta không nên sử dụng để đục